Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con robot hút bụi của hãng iRobot Roomba. Đây là một cái dòng máy thông dụng nhất trên thị trường các bác nhé. Thương hiệu mạnh nhất thị trường, bán toàn thế giới. Bán toàn thế giới chứ không phải là như một các cái số hãng nhỏ bán chỉ một vài nước đâu. Đây bán toàn thế giới luôn. Đối với con iRobot Roomba này thì các bác yên tâm về đồ đạc, pin, chổi, lọc ráp, phụ kiện đốc sạc, linh kiện rất là sẵn. Đấy, khi mua hàng thì các bác lưu ý là những cái dòng này nó rất là sẵn đồ. Đấy, còn các cái hãng linh tinh khác thì khi các bác cần mua một cái lọc rác, một cái chổi hay một cái đốc sạc, một cái quả pin nó rất là khó khăn. Nhưng mà đối với cái hãng này thì rất là thông dụng. Cho nên là khuyên thật các bác là nên mua cái hãng này, rất sẵn đồ để sau này quá trình mình dùng nó cũng phải thay thế lọc rác này, chổi này. Đấy, không đến lúc mua rất là khó khăn các bác nhé. Ở đây em giới thiệu với các bác một cái model 890 có chức năng quét và hút. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là có lau không thì khuyên các bác là không nên mua máy có lau đâu ạ. Mua máy có lau miếng rẻ bằng bàn tay này không sạch được đâu nhá. Đấy là khuyên chân tình với các bác, còn đấy là tùy quan điểm từng người. Đấy, còn nếu mà làm mà có lau mà sạch thật sự ấy, thì nói với các bác luôn là những cái hãng này người ta làm các cái model đầy. Model nào người ta cũng làm luôn. Thì nó thực ra chỉ gắn miếng rẻ ở dưới thôi. Nhưng mà nó vì cái không hiệu quả cho nên là các bác không nên mua. Riêng về cái tính năng hút và quét của nó thì đảm bảo cực sạch luôn, tất cả các cái bụi mịn trên nền của các bác đều được hút sạch bụi mịn luôn nhé, và nó không bị bay các cái bụi như là các bác quét nhà thì nhiều khi bụi bay khắp nhà luôn, nhưng mà bọn này hút thì cực sạch, nhất là chui vào gầm giường gầm ghế thì các bác nào dùng rồi các bác biết đấy, hút siêu sạch luôn. Đấy. Con này hiện tại em đang bán là 5,2 triệu, bảo hành 3 tháng, giá chưa phí vận chuyển, bao gồm một lọc rác phụ, một chổi phụ siêu cua đấy ạ, một tường ảo, một đốc sạc cắm điện 220V. Đây. Con này đây các bác nhé, robot. Con này mã là 890. 890 này, sản xuất năm 2019. Rất mới luôn. Đấy, bao gồm một chổi, hai bánh xe. Đây, những cái đồ này ví dụ như các bác mua cái chổi này sau này có mua có 50.000 nữa này. Đấy, cái lọc rác này cũng nếu mua hai cái cũng chỉ có 150 thôi. Cái con lăn này cũng chỉ hơn 100.000, khoảng 150 thôi. Đấy, nó mua đồ rất là sẵn, cái gì cũng có. Tất cả các linh kiện của bọn nó rất là sẵn. Cho nên các bác mua thì lưu ý là mua cái hãng này nó rất là thông dụng này. Máy có cảm biến vòng quanh này, phát hiện bụi, cảm biến chống rơi cầu thang, hết pin tự vệ sạc. Đây, pin tự vệ sạc các bác nhé. Đấy, hết pin tự vệ sạc. Đấy, chiếc này bán 5,2 triệu, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Đấy, giá chưa phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bác.